Thực tế bây giờ quý vị xem một thời gian qua rồi ông cụ năm quế này á có thành viên với bà cụ nào không? Là sao không thành được quý vị? Cái thứ nhất là làm ăn không nổi nữa. Cái thứ hai á, là cái cụ cải con ngoại còn cái nữa, cái cụ cải con ngoại còn cái nữa, cái cụ cải con ngoại còn cái nữa cụ. <laughs> làm sao mình làm? Phúc Pokemon chào quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của Phúc. Thì hôm nay tiếp tục Phúc muốn chia sẻ về câu chuyện của các cô ngoại lên tiếng vợ kết nối xe duyên. Đó thì câu chuyện hôm nay rất là chấn động quý vị. Thì câu chuyện đi như thế nào? Em sẽ mời quý vị và các bạn cùng đón xem video clip nha. Đó thì dạo thời gian gần đây cái câu chuyện kết nối xe duyên rất là gìn gan trên mạng cộng đồng nha quý vị. Thì các u nội ngoại, các cụ ngoại các u uh, 60, 70, 7 mấy, 80, 90 à, tham gia rất nhiều nha quý vị. Thì hôm nay em muốn nói lên về uh, nhân vật chính của chúng ta trong cái chuyện kết nối xe riêng là ông cụ U77 là ông cụ năm Quế ở Sóc Trăng. Đó thì uh, động thái của ông uh, cụ U77 này không ngừng đi tiễn vợ nghe cô chú anh chị. Đó. Mà câu chuyện hay ho bữa hôm nay em muốn gửi đến quý vị uh, nghe một cái thông tin thông tin em vừa nhận được quý vị là một cái người cô ở gần xóm của ông cụ năm quế này nói lên những cái câu chuyện thật của ông cụ thì hôm nay em muốn nói lên câu chuyện như thế nào quả ra là ông cụ u 77 này trước kia đã năm sáu đời vợ rồi của quý vị còn á, cá lòng tông cá chốt cá ghĩa ở ngoài xã hội á, là rất là nhiều cái đó là đúng sự thật do cái người cô ở hàng xóm của ông cụ u 77 này kể lại nhưng mà hôm nay em muốn nói lên cái câu chuyện như thế nào quý vị Ông cụ U77 này Chính thức là có 5-6 đời vợ lần quý vị Thì à, mỗi đời vợ nào cũng vẫn có con Nhưng mà trong cái thời gian mà Tuổi trung niên của ông cụ á Thì đó ông cụ mắc một cái chứng bệnh coi như là bệnh lan y á quý vị Bệnh về bộ phận sinh dục Hình như là bị bị ung hay bị là người ta kêu bị cũng như là về cái bộ phận sinh dục á thì chẳng may là chị không hết rồi đã bị cắt một khúc rồi Quý vị ơi, ông ngoại là chỉ còn có một khúc thôi Đó, cái không có còn cái làm ăn gì được nữa đâu mới dạo thời gian gần đây Thì ông ngoại lên tiễn vợ Thì quý vị đã thấy ông ngoại có tiễn được cô nào hay không? Đó thì chúng ta nên nhìn nhận Giữa cái ông ngoại này Lên tiễn vợ Mà tại sao lý do mà những bà vợ Những những cái cô của ngoại á Mà khi đến với ông ngoại á lại một hai đêm là bỏ chạy thì nó cũng có nhiều cái lý do trong đó quý vị đúng không cái lý do thứ nhất là ông cụ ngoại này nè đã lớn tuổi rồi tám mươi mấy chín mươi tuổi rồi làm ăn gì được nữa không hiểu gì đâu có làm ăn gì được nữa thì chỉ có mon men là mò cua bắt ốc vậy thôi vui vẻ vậy thôi cái thứ hai cho gần làm ăn được đi nữa nhưng mà của ông ngoại đâu còn trọn dạng là nguyên một khúc đâu nó mất hết nửa khúc rồi <laughs> là do cái người hàng xóm là cái người này là cũng là bạn thân của su gia của ông ngoại kể lại nó nó là ông ngoại một thời gian hồi trước kia là ông ngoại đã bị bệnh là do bị bệnh lan y rồi cho nên á, cái củ cải của ông ngoại đã cắt hết một khúc rồi bây giờ cho nên bây giờ còn có một chút xíu à nó ngắn quá à, đâu có làm ăn gì được nữa quý vị. đúng không mà tại giờ ông ngoại á là có cái bệnh tư tưởng mà 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 mà, mà trong cái chuyện mà Uh, kết nó xe riêng nữa bởi vậy cho nên ông ngoại á đi tìm uh, quá trời tìm tìm hết ngoại này tìm hết tới bà ngoại kia tìm tới bà ngoại nọ nhưng mà tới mà khi á có bà ngoại nào mà đồng ý về á thì quý vị đã thấy tánh tình này ông ông cụ ngoại như thế nào tánh tình vừa keo kiệt mấy cụ ngoại á tưởng đâu là dễ ăn ông ngoại tính về đặng tính hốt mới vốn dưỡng già đúng không quý vị mà đâm ra là làm gì mà hốt nổi với cụ ngoại U77 này Trời ơi, ông này là mà ổng hốt người ta không được rồi ổng phải làm mọi cách để mà ổng hốt chứ Làm gì mà mấy cụ ngoại đừng có mơ Đừng có mơ mà nhào vô ông bác năm quế này mà để mà hốt tài sản ha Thì thực tế ở đây á, em nói đây là ông cụ ngoại ổng có tiền thiệt Tài sản ổng có, nhưng mà do mấy người con quản lý Nó, ông ngoại chỉ ở một cái nhà tường thiệt nhưng mà nhà cổ xưa đó quý vị Nhà nó đã xuống cấp rồi, nó trong cái thời gian đó đi uh, lên để mà kết nối xe riêng nó thì ông ngoại cũng nổ dữ lắm nha đưa ra những cái gì để cho mà thu hút những bà cụ ngoại nè Đang tới sắp hàng lớp lớp đâu mà đăng ký tìm đến ông cụ ngoại nó thấy có giá trị không nhưng mà thực tế bây giờ quý vị xem một thời gian qua rồi ông cụ năm quế này á có thành viên với bà cụ nào không là sao thành được quý vị cái thứ nhất là làm ăn không nổi nữa cái thứ hai á, là cái củ cải của ông ngoại còn cái nửa củ rồi <laughs> sao mình làm là cái trường hợp như mấy cô mà còn sức khỏe thì mấy cô á, về gán o bế có thể là làm được chút đỉnh khi mà cái củ còn nguyên còn cái này cái củ nó đã còn có phần nữa hoặc là không tới phần nữa nữa rồi làm cái gì mà, mà, mấy cô này không nản nó mà mà ông ngoại á, trường hợp ông ngoại làm không được á thì ông ngoại á, thức sáng đêm mò cua bắt ốc không á. Thì ai mà chịu cho nổi đúng không cái gì buộc phải gom đồ bỏ chạy thôi chứ làm gì mà ở với ông cụ ngoại nổi nó ông cụ ngoại hả rước về nhà là ông cụ ngoại phải thí nghiệm liền đóng cửa phòng lại là tối ngày sáng đêm mò cô bắt ốc ở trong nhà làm gì mà cụ ngoại nào chịu nổi đúng không cái gì đó còn mấy cụ ngoại á, nghe vậy mấy cụ ngoại phái nghe rồi nhào vô ông cụ ngoại ông cụ ngoại hốt chỗ một đêm tới hai đêm là, là là sách đồ bỏ chạy thôi chứ không có khi nào mà ở nổi với ông cụ ngoại này đâu đó nhưng mà ông cụ ngoại này á, không biết làm sao nữa, coi như là không biết cái tư tưởng hay là cái suy nghĩ như thế nào rồi, nó đã lâm vào những cái 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 cái, cái vấn đề mà uh, vợ chồng rồi, đúng không quý vị Bây giờ có tư tưởng tới ngày phải muốn đi tìm vợ, muốn tìm vợ, mà mình không biết bản thân mình có làm được cái gì đâu, đúng không? Hôm nay còn xì ra cái câu chuyện, đó, Cái <laughs> câu chuyện cho cái người hàng xóm, mà cứ người bạn của chú gia của ông cụ ngoại nữa, nó thì ra cái chuyện mà ông cụ ngoại đã bị bị còn cái nữa Nửa của <laughs> nửa cải à làm sao rồi đó mấy bà mấy bà nhào vô đó mấy bà giành giật cụ ngoại nhưng mà em hỏi thiệt với mấy cụ ngoại á mấy cụ ngoại mà có từng đã mà về nhà ông cụ ngoại rồi á thì cái sinh hoạt của ông cụ ngoại như thế nào thì mấy cụ ngoại đó sẽ biết liền chứ gì đúng không mấy cụ ngoại đó, đó. vì cái thông tin quá chấn động trời đất ơi còn gì đó, cụ cái gì nó củ cải không còn nguyên củ làm gì mà làm ăn đặt cái trường hợp bây giờ già lớn tuổi đi mà cũng có những cái thời gian để mà có đủ sức khỏe nhiều khi cũng mong men được chút đỉnh đúng không quý vị còn cái này bây giờ còn nửa khúc không đầy nửa khúc nữa thì sao làm được cái gì thì chỉ có bắt đầu ra chiêu mò cua bắt ốc đó thì em hỏi với mấy cụ chứ bây giờ ông ngoại mà thức sáng đêm mò cua bắt ốc mấy mấy cụ gì không mấy cụ chịu nổi không hai đêm là phải gom đầu bỏ chạy thôi chứ mất ăn mất ngủ rồi sức khỏe không có nữa già dạ cả rồi mò cua bắt ốc kiểu nào thì chịu sao nổi phải bỏ chạy thôi bỏ cua chạy thay người liền đúng không quý vị bởi vậy cho nên tại lý do làm sao nó có nhiều cái lý do ở trong cái vấn đề mà vợ chồng đó quý vị thấy không bà cụ ngoại nào mà về với ông ngoại rồi một hai bữa là phải cuốn gói ra đi luôn chứ không bao giờ ở được đúng không quý vị thì đó lý do đó đó quý vị nó đừng có ham còn mấy cụ á mấy cụ ngoại á mình lớn tuổi rồi mình coi á, mình sống vui vẻ với con cháu đi thì con cháu nó chăm sóc cho mình coi nhà coi cửa cho con cháu rồi trời ơi cái tuổi mấy cụ lớn rồi mấy cụ lên hả chương trình người làm ha biết bao nhiêu là cộng đồng chỉ trích vô cái tuổi của mình ngồi lên cái sân khấu rồi không có hệ thể thống gì hết á nhìn thấy như sao sao kiểu mà nó không có còn cái giá trị của những người già nữa nó có mất giá trị mới mất phẩm chất hết trơn thế phải vậy em phim mấy cụ á à, đừng có tham gia chương trình nữa bây giờ ví dụ như mình muốn kết nối bạn bè gì thêm kiếm người yêu thêm của già gì đó thì mình nhờ cái mối quan hệ tự động của mình ở ngoài xã hội đó mình tự động mình liên hệ mình quan hệ với nhau để mà mình kiếm người chung chăn chung gối. chứ đừng có lên cái chương trình này cái chương trình này là đa số là mấy cụ tham gia là mấy cụ bị mang tiếng em nói gì đúng không mấy cụ lên mấy cụ tham gia là mấy cụ sẽ bị mang tiếng không có chạy đường nào khỏi hết trơn á bây giờ em khuyên đó, mấy cụ nên nó dụ như mình muốn kết bạn xế chiều mình muốn tìm một mảnh đời của mình giữa lúc xế chiều đặng mà có hàng quyên tâm sự cho cho nó đỡ buồn lúc lúc tuổi già đó thì chúng ta cũng có cái nhiều cách luôn cậu ơi ví dụ mấy cụ á thời điểm mà từ mấy chục năm tới mà già rồi không lẽ cái mối quan hệ mình không có bạn có bè đúng không cụ mối quan hệ mình có bạn có bè thì mình cứ việc mình mình liên kết với mối quan hệ mình đó thì mình tìm ở ngoài mình đừng lên chương trình mình tự mình tìm mình liên kết với mối quan hệ để mình tìm bạn đời cho nó đỡ bị chỉ trích nó mình không có được ghi hình cái tuổi già lên trên cộng đồng là không có ai chỉ trích mình hết chứ mình không bị mang tiếng mang tâm nữa mình giữ được cái thể diện uy tín của gia đình mình đó để làm chi mấy cụ bây giờ mấy cụ lên mà ùng 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 vô cái phong trào cái trào lưu mà toàn là những cụ già lớn tuổi không à rồi lên chương trình này thì mấy cụ thấy mấy cụ bị chỉ trích biết bao nhiêu không khi mà mấy cụ chưa tham gia chương trình thì mấy cụ bình thường với gia đình bình thường với con cháu nó thì khi mà mấy cụ mà mà đi lên chương trình mà là à, kết nối xe duyên á tìm một nửa nữa mảnh ghép yêu thương á thì mấy cụ như thế nào bị chỉ trích khá là nhiều đúng không nó bởi vậy á, hôm nay á con phiên mấy cụ đừng có nên tham gia chương trình nữa cái chương trình này á nó đúng ra làm không có đúng trình tự rồi mấy cụ tham gia là thuộc gì á đem cái uy tín đem cái, cái 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 tư cách của người già À, đem cái nhân phẩm của người già ra để mà giặt trần cái tranh cộng đồng, người bị chọi đá, bị chỉ trích là biết bao nhiêu. rồi khi mấy cụ bị vậy rồi á, con cháu ở nhà nó cũng nhục theo nữa, nó mắc cỡ theo. bị người trong gia đình mình mà có tham gia rồi là, là mà bị chỉ trích vậy là mắc cỡ biết bao nhiêu. đúng không mấy cụ? bây giờ con khuyên mấy cụ nên tham gia thì tham gia như thế nào? hoặc là chúng ta có thể là ngưng tham gia đi chứ bây giờ tham gia mà bị hệ lụy cho bản thân quá, mà hệ lụy kể gia đình dòng họ nữa, đâu phải bản thân mình không? mình á liên lụy tới gia đình nè con cháu nè dòng họ nội ngoại nè su gia này nọ mình bị mắc cỡ mắc mang tiếng mà tập hết trơn luôn đúng không cụ bây giờ cái chương trình này á nó gần gộ như thế đó bây giờ mấy cụ thấy rõ ràng không nè có một thời gian nè u 60 u 70 u 74 u 65 u 64 giờ biến mất hết trơn rồi đúng không mấy cái u mấy ông cụ mà nổ nổ đó như mấy ông cụ mà phe 10 cây vàng đó bây giờ đâu mấy cụ đó mấy cụ nhìn vô đây lên nổi cho cố giờ biến mất rồi các ông 74 tuổi đó các ông có gâu đó mấy cụ thấy nhìn sao bây giờ cũng biến mất lên nổ quá bị chọi đá chịu không nổi trốn luôn à, hôm nay em góp ý kiến lên lên đây thì cũng góp ý kiến cho mấy cụ nên suy xét kỹ có nên tham gia chương trình nữa hay không đó. mình tham gia chương trình mà mình đâu có mang lại cái tiếng tốt đẹp đâu mình bị chỉ trích khá là nhiều rồi liên lụy tới gia đình mình mà mình có nên tham gia hay không có thể không cái mạng xã hội mà đâu có phải mà bình thường đâu các cụ ơi các cụ nên suy nghĩ kỹ cái mạng xã hội đủ thứ dạng người hết mà khi những cái thành phần mà tham gia cái chương trình mà lên mạng xã hội mà nổ tung lên mà tài sản đất đai hay là cái gì cái nấy đó là em thấy toàn là đem ra cái lợi dụng lẫn nhau không nó, mấy ông cụ thì đem ra tiền bạn mồi trai mấy cụ gái nó thì mấy cụ gái thì cũng có một số người hồi chài lại mấy cụ trai trời ơi, cái mạng xã hội mà đâu có phải chuyện vừa mấy cụ đúng không bây giờ mấy cụ nên suy nghĩ kỹ lên cái mạng xã hội này cái chương trình gì nào mà thấy muốn lợi dụng lẫn nhau Dạch mặt này nọ không à đâu có tốt đẹp gì đâu mà chúng ta nên tham gia làm cái gì nó bây giờ lòi ra phải không như đó, ông cụ 77 mươi bảy tuổi đó, là ông bắt năm Quế đó, đó hiện giờ đó, lòi ra từ 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 cái chuyện tư game mà tới bây giờ thời điểm hiện tại giờ đó, ông năm quế là ông có tiễn được bà nào chưa mà trong thời gian ông đi kết nối xe duyên là ông cũng nhận được biết bao nhiêu bà đã đem về tới nhà rồi nhưng mà có ở được hay không đó thì hôm nay em muốn nói lên là cái vấn đề là cái người bạn của người bạn của suy gia ông cụ 77 này nè ông bác năm quế đó, đã tiết lộ ra thông tin là củ cải của bác năm quế này đã bị cắt phân nữa rồi làm gì mà đi tiến giả làm chi nữa đó bây giờ thứ nhất là tuổi già rồi không có còn mà để mà mà chăn gối gì nổi nữa đâu mà mà làm chỉ mò cua bắt ốc không à cái thứ hai nữa đã mình mang cái bệnh vậy mình đã bị cắt cái củ cải vậy rồi chi nữa lục dục chi nữa để mà mình lên cộng đồng mà mình đi tiễn vợ mà tiễn về bà nào chịu ở khi mấy bà về mấy bà gần gũi mấy bà biết còn có một chút xíu ngắn khủng làm gì không được mấy bà cũng đi à cái thứ nhất vậy cái thứ hai ví dụ như ông mà mò cua bắt ốc quá người ta chịu nổi người ta cũng cuốn gói người ta cháu uống chứ làm gì <laughs> chịu nổi mà bây giờ khuyên cụ á nên dừng đi trời ơi ví dụ như cái này bây giờ cụ á mà em nghĩ chắc ông cụ này cái tư tưởng là không thể nào dừng phải là ông quyết tâm mà ông đi chừng nào mà được thì thôi nhưng mà cô chú anh chị thấy có được không bây giờ bây giờ khuyên gia đình của ông cụ năm quế này nè trời ơi, khuyên làm sao khi ông về đi đừng có đi tiễn vợ nữa nó đã mình đã bị vạch trần hết trơn luôn rồi cái chuyện gì của mình tới thậm chí mà cái trong bản thân của mình mà người ta còn biết người ta đem lên cộng đồng người ta nói ầm ầm như vậy đó mà cho cha mẹ cho uh, cha mẹ mình đi lên tiễn vợ tiễn chồng làm cái gì nữa đúng không quý vị thật ví dụ như gia đình của uh, bác nam quế nè mấy đứa con nè nó ba mình đã bị dập trần trên cộng đồng rồi bây giờ mình làm cách nào mình uh, khuyên ba mình về đi nghỉ đi đi đừng đi, đi, đi tiễn nữa đã là thậm chí cái bản thân của ba mình uh, người ta còn đem ra lên cộng đồng người ta đăng lên ta nói nhoi thòi lòi hết trơn rồi mà còn uh, cho ổng đi lang thang mà để ổng đi tiễn vợ làm gì nữa trời đất ơi cái gì bây giờ người ta cũng khui sạch xanh ra hết trơn quỷ thần đất thiên địa ơi mà không biết cái ông năm Quế này bây giờ ổng biết sao luôn ổng bị mang cái bệnh vậy luôn rồi quý vị nó thì những người người ta cũng như là ông 74 nè ông 65 nè là cái ông 10 cây vàng á thì ông 74 nè hai ông đó là nổ quá trời tranh nhau mà nổ vừa cuối cùng bị cộng đồng chọi đá quá thì ta cũng biết im biết lặng tiếng ta biết biến hết thì nó cũng đỡ đi còn trời đất quỷ thần thiên địa ơi còn ông năm Quế này thấy thời điểm này mà ổng chưa ngừng nữa quý vị bây giờ ổng tới mà ổng gạt con ổng á là ổng lấy tiền đã ổng sửa nhà lấy số tiền để sửa nhà mà có sửa đâu quý vị ổng gom được số tiền con ổng đưa rồi á con ổng đâu tưởng đâu là sửa nhà thiệt đưa cho ổng ổng mang đi lên sài gòn á ổng đi lang thang lang thang ổng ông kiếm vợ ổng mang số tiền lớn vậy ổng đi chạy xe ông đa lên sài gòn ổng đi kiếm người này người kia nội nó kết nối cho ổng đó quý vị thấy không mà cái thời điểm mà khi mà người ta kết nối được cho ổng có bà nào ở à, nổi với ổng đâu mà cái tư tưởng là ông này quá trời chịu hết nổi mà à, chắc gia đình cũng bó tay quá cái gì chắc không biết sao mà ví dụ như con cái thì đứa này đứa kia đó nọ không lẽ con đông mà không có đứa nào mà đủ uy tín để mà khuyên ổng cho ổng ở nhà để mà thả ổng đi như vậy trời đất quỷ thần ơi những cái tật xấu của mình hồi lúc trẻ mà tới bây giờ người ta cũng phanh phui ra hết thậm chí bản thân của ổng thiếu thiếu sót cái gì trong cơ thể người ta cũng phanh phui ra hết rồi ổng vợ con ổng ăn ở vợ con sao làm sao ta cũng phanh phui ra hết rồi ổng ăn ở rồi ổng đối xử trong gia đình sao người ta cũng nói ra hết vậy còn cái gì nữa mà mặt mũi nào mà ổng lang thang là ổng đi tìm vợ gì trời đúng không cái gì hôm nay em cũng nói lên những cái vấn đề của ông cụ 77 ổng đã củ cải không còn nguyên mà ổng đi tiện vợ hoài cái gì quý vị gặp ông cũng bảy mấy vị khuyên ông dùng kêu ông về đi, ông đi lang thang, nhiều khi mưa gió này nọ nó, nó già cả rồi mà chạy xe không đa mà đi vòng 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 Sài Gòn mà đi tùm lum tùm la hết đi, để tiễn vợ, dạ. nó thì à, quý vị gặp ông quý vị cũng khuyên nói ông ông câu đi cho ông về quê dưỡng già để quý vị ơi thì hôm nay em xin tạm dừng video tại đây nha cô chú anh chị, tạm biệt cô chú anh chị.